hú nha các bạn. Rít. Rít. Bỏ cái gạt cánh đi em ơi. Gạt cánh. Đó, một cục linh thú kìa. Trời ơi. Xong rồi. Thế vậy mà em nghe kêu trên đầu trời. Gạt cánh nó chưa chịu hết nè. Cây không? Muốn cây thì mấy chục mét luôn trời ơi. Sắp đỉnh đầu nè. Đó, một chiên nữa rồi đó. Nó ngủm rồi nhưng mà nó dính trong cái nhám để bòi. Thú ấu vô gọ hay gì á. Quá đứng xả rồi. Bảy rồi. Ai mới sợ cái đậu nữa, nó giải tê tê kìa. Không sao, dư bi đó không sao đâu, nhiều à. Mồi đi lông trời ơi trời. Tư được về xem mà. Mồi quá tay mồi rồi các bạn ơi. Quá thì cao luôn mà. Không được, nó nằm đó. Bán ăn hả anh? Ừ, bán ăn. Nó kẹt trong cái nhánh luôn rồi. Nó bắn một cái nó bùng một cái nó từng. Bán gì sao chú? Mà không ghét quá. Trời ơi, rụng luôn. Chút hai ba cái rồi đó. Chết đi coi nó nằm đâu hồi. Nó cây rồi. Thấy nè, đứng thấy nè. Rớt giùm cái ní ơi. Hay quá, dọn cây đi, dọn củi đi. Dạ luôn nhánh cây. Yeah. Nó à. Chỉ có lông mẹ mà thôi. Chà, chả cái con này hơi bị khủng nha. Này không biết nữa, thấy hơi bị bự à. Không. Tài ước tướng, chiều ước tài tướng. Già chứ mèo, già mèo. Trời đã luôn. Nghe hai phát hai con đi lông rồi. Dạ. Hả? Dạ dữ lắm từng mấy nghèo. Thầy mở một cái nó tưng cho nó lộn ngược lên luôn kìa. Cái này bán hay sao vậy anh? Em đang nói gì? Nè hả? Anh có này bán hay sao? Này về cho anh ăn với lẩu luôn. Còn nữa các bạn ơi. Thầy dây ơi. Sao không có gì vậy hả? Sao không có gì vậy?